Ford Mustang, một dòng xe 2011. Và con này là 3.7 lít. Là một trong con xe mà hồi xưa em rất là thích. Từ năm 2009 em làm ấy, 2011 nó ra thì em rất thích con này. Nhưng giá thành rất là cao. Và bây giờ thì em mới được nhìn thấy con này thực tế luôn đấy ạ. Và với con này thì cái hình ảnh của nó chắc chắn rồi. Mình xem xung quanh của nó là từ lốp cho đến cái đằng sau của nó khác hoàn toàn với cái dòng xe thể thao khác, đúng không ạ? 2011 nó đẹp như này rồi. Và với con này thì chúng ta sẽ lên nâng cấp cho nó một cái dòng màn hình Android. Và từ 2011 đến bây giờ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nâng cấp nó như thế nào? Và cái sản phẩm ra sao? Nhìn nó hình dáng bên ngoài, bên trong từ lúc đầu lúc cuối như nào? Hãy cùng với Phương Đông Tu tham khảo luôn nha. Trên tay em là hai cái mặt dưỡng. Đây là mặt dưỡng và liền với tất cả cái khối này, phần khối cơ và cái khối trên này. Đây chính là cái nút điều khiển của FM này. Và đây là cái nối phần cơ này, ép điều hòa các thứ này. Đó, còn đây là cái phần điện tử của chúng ta. Và mặt dưỡng mới như này, chúng ta sẽ có một khung hình để chúng ta lắp cái màn hình ở đây. Và phía dưới này chúng ta sẽ có phần điện tử này, sử dụng tất cả hoàn toàn điện tử luôn. Một cái nó như này, một cái như này. Thì cái này chúng ta sẽ cất đi nhá. Cất đi để khi nào chúng ta muốn có về nguyên bản chúng ta sẽ lắp lại như bình thường thôi ạ. Và với các bạn cái thuật lắp đặt ấy, thì khi các bạn sẽ tháo rất là nhẹ nhàng ra từ cái ban đầu cho đến lúc mà chúng ta tháo ra từ ốc rồi tất cả các củ ra. Để sau đó chúng ta sẽ cắm lại cái rắc như thế này. Đó, cắm lại cái rắc như thế này thì chúng ta rắc này chính là cái rắc chuyển đổi hết này. Và khi mà rắc này ấy, có một cái bộ tổng mà chúng ta xử lý cái tất cả thông tin của cái sản xe này lên trên cái phần mặt dưỡng này và trên màn hình Android nữa. Và cái quy trình chúng ta sẽ làm như nào, hãy cùng Phương Đông Tu tham khảo tiếp nha. Vậy là sau quá trình của chúng ta đã hoàn thiện xong sản phẩm của ta rồi thì cái việc của chúng ta mang tới cái dòng xe này, thứ nhất là về cái vẻ đẹp, chúng ta cắm rắc hoàn thiện luôn và tất cả cái ốp của nó đều như zin. Và thứ hai nữa là cái công nghệ của nó, chúng ta sẽ đương nhiên rồi, một cái dòng xe mà không có màn hình, biến nó thành một cái dòng xe có màn hình Android và công nghệ nó hoàn toàn đầy đủ tính năng chúng ta sử dụng trong một cái dòng xe như thế này, đúng không ạ? Và thứ ba nữa đó chính là cái mà chúng ta nó đem lại chính là cái vẻ đẹp của nó rất là đẹp, đúng không ạ? Một cái xe nâng cấp lên từ cái dòng xe gọi là sang trọng thể thao nhưng lại không có những cái tính năng thông minh thì nó nâng cấp đời lên, cảm giác nó đẹp hơn và chất lượng rất là nhiều, đúng không ạ? Và các bạn theo dõi video Phương Đông Tu, những dòng xe đặc biệt khủng khoảng, hãy đến Phương Đông Tu để đón đặt các bác nhé.